Em chào mọi người nha. Hôm nay phiên ngày 20 tháng 3 thì Hoa Lan Hà Nội sẽ giới thiệu đến các bác hai mặt hàng, đó là mãn thiên hồng và cát hai lá nhé. Đầu tiên về mãn thiên hồng thì đây là những cái cây mà em vừa mới cắt hoa xong. Đó, còn một số cây đang có hoa đây, nở rất là đẹp nhưng mà em vẫn cắt bỏ để mình phục vụ giống vào năm sau nhé. Thì mãn thiên hồng mọi người biết rồi. Đấy, rất là dễ trồng và cây thì cực kỳ khỏe. Em bóc một cây cho mọi người xem là không cần phải giới thiệu nhiều đúng không ạ? Mà hoa thì bền, hoa thậm chí nó bền được tầm khoảng 3 tháng, 3 tháng rưỡi cơ. Đây những cái cây này trong Tết mà hoa cũng còn rất là đẹp đây. Đó. Thì những cái cây này đã trưởng thành rồi. Đấy, nó vừa cho hoa rồi, mình trồng đến năm sau nó ra hoa lại và cây nó sẽ phát triển to hơn, sẽ khá là đẹp đấy. Một cây này hôm nay em bán với giá là 40.000 thôi, quá là rẻ. 40.000 nha, 10 cây lại bao ship luôn. 10 cây bao ship nha. Đây. Hình thức cây chúng ta xem này, không thể chê vào đâu được. Đấy, mãn thiên hồng thì nó quá là khỏe rồi và những cái cây này nó không có lỗi lầm gì hết. Mọi người về trồng những cái cây này quá đẹp, mỗi chậu trồng một cây quá đẹp. 40.000 một chú nhá, và 10 chú thì sẽ bao ship mãn thiên hồng. Các bác mà thích lấy cây đăng hoa cũng được, cũng bán cho 40.000, nhưng mà đăng hoa thì hoa nó cũng không còn được ok lắm đấy, nhưng mà nói chung là mình tương đối mình chơi thoải mái, cũng nở khá là rực rỡ về mình chơi thêm tuần hoặc độ nửa tháng nữa mình cắt bỏ không thế nhá. 40.000 một cây. Tiếp theo mặt hàng tiếp theo này, dòng cát lay a. Cát lay a những cái bụi mà nhiều thân như thế này nhá. Đấy, những cái bụi nhiều thân như thế này em bán cho mọi người với giá hôm nay rẻ, siêu rẻ. Giá là 70.000 một chú nhá. 70.000 một cây. Về sẵn treo thôi, em đợi em đang treo rồi. Đấy. Cát lay a hai lá về nhà mình sẵn treo ấy, có 5 màu. Đây là một cái dòng lan cát mà hoa chùm và hoa thơm hai lá mà. Đó. Thân nó rất là nhiều, nhiều giả hành nhá. 5 màu là màu cam, màu tím, màu trắng, màu hồng, màu vàng nữa. Đây em quay một số cây cho mọi người xem này, bất kỳ cây nào cũng rất là nhiều thân nhá. 70.000 một cây thôi. Đấy, 70.000 một cây. 10 cây thì em sẽ bao ship cho mọi người. Đấy. Chậu nào chậu nấy rất là nhiều thân. Về nhà chả phải làm gì nữa, sẵn treo lên thôi. Mà bác nào mà kỳ công hơn thì có thể trồng cho nó sang cái chậu nó to to hơn một tí nhá, thì cây nó sẽ phát triển khỏe hơn. Mùa hoa của nó thì tầm khoảng tháng 8 cho đến Tết nó sẽ ra hoa, tùy khí hậu mỗi nơi. 70.000 một chú nhá. 10 cây em sẽ bao ship. Số điện thoại đặt hàng thì là 0974 702 106, em để dưới bài viết rồi. Em xin chào mọi người nhá.